Alo, alo. Vâng, xin chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Và hôm nay thì game thủ vâng huyền thoại cùng giờ AC của chúng ta, Dinosaur sẽ tiếp game thủ vâng game thủ này là game thủ Sen Long, tức Long Thuận. Và đây là một kèo AC của cả hai game thủ của chúng ta sẽ đánh, không biết là đánh hai thể loại random và ăn cung giờ sang và AC, hay là chỉ đánh mỗi AC không. Thế nhưng mà vâng cung giờ AC. Vâng, theo như kỹ thuật viên thông báo thì là sẽ là ba thể loại random, AC và sang, sẽ đánh chạm 4 luôn. Vâng, như vậy là chỉ đánh random và AC. Random và AC sẽ đánh chạm 4 và sang sẽ đánh chạm 3. Và đây là một kèo AC và Dinosaur sẽ chơi cái kèo AC sở trường của mình trước. Và một game thủ đến từ đất Hải Phòng, một con khủng long của đất Hải Phòng, anh đánh cung giờ rất cứng. Đây chính là huyền thoại cung giờ của chúng ta từ những thời game TV đầu tiên, trong cái game TV version 1. Hồi đó thì còn Linda, còn Tuti, còn cả game thủ em bé, bằng rất nhiều các game thủ khác. Và mười ba trên 16 và game thủ đã nó sâu đang đi dò quanh nhà mình. Trong vâng trong khi mà kèo đấu này diễn ra thì hiện tại đang có một cái kèo đấu đua thể lực 44 ở bên Dũng Con Bà. Vâng, kèo đấu giữa Liên Quân Hà Nội Game TV, chính xác là Hà Nội và Thái Bình đối đầu với cả Skyred. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ gọi nó là Skyred thôi, khi mà cái Liên Quân phát Z thì có lẽ bây giờ đã đổi tên thành Skyred mất rồi. Có lẽ là team Trường Phát bây giờ thì cũng đã tạm ngừng thi đấu quá lâu, thế nên là cái tia Liên Quân đó đã đổi thành Skyred luôn. Và bây giờ thì Yugi cũng như là Mèo Mèo đã chuyển về thi đấu cho Sky. Có hai ông già và hai game thủ thanh niên. Vâng, gọi là thanh niên cho nó oai thì thôi, nhưng thực ra thì các em cũng chỉ là 96 thôi. He He và BB, hai được đánh giá là hai một game thủ có rất triển vọng của Skyred. Hiện tại bây giờ thì không biết là các anh đã đánh được bao nhiêu C rồi. Và bây ở bên Dung Con 3 thì đang có Tuấn Tiên Tỷ, và anh cũng đang khá bay với những cái kèo đấu giờ Liên Quân 44. Hôm nay thì có rất nhiều những cái kèo đấu được diễn ra. Chiều ngày hôm nay thì các bạn phải nói là một cái bội thực kèo luôn. Vâng, solo quần chiến của các thành viên của Game TV, No 1, Dead, Hồng Anh, vâng, Vơ và Núi rất nhiều. Và chung quy lại thì Death là người vô địch. Và nói chung là cái kèo đấu này thì cũng chỉ là để tập luyện trước cái giải solo random của cuối tuần này thôi. Thế nên là các game thủ thi đấu rất là cống hiến và cởi mở, không đậm chất thắng thua nhiều. Các anh đánh với tinh thần đồng đội rất cao. Vâng, chỉ cần xin thắng phát là quyết luôn, cho thắng ngay, không cần phải nhiều lời. Bởi vì là cũng chỉ là giao hữu thôi, không có cái tí vâng không có tí kèo cọt đôi điếc gì ở đây, thế nên là các anh rất là thoải mái. Và chúng ta cùng quay lại với một bài mà AC game thủ Dinosaur đang chơi với cái bài châu dân 26 dân và anh đang ngừng thiên dân, thế nhưng mà chưa thể kích đời luôn. Một bài AC không đồ lùa về, bãi quả đầu là cũng không được đẹp cho lắm. Vâng, vẫn chưa thể kích đời, đã kích đời ở 8 phút 39 giây. Vâng, mặc dù kích đời muộn thế nhưng mà nhà của Dinosaur trận này các bạn có thể thấy là rất là kín. Dưới này là hai cánh rừng, vâng chốt cái BB vào cái khe này thì có một trâu đỡ. Một chiếc BS nữa dành cho Dinosaur. Tất cả đều là rừng đẹp. Vâng, các cánh rừng của Dino là rừng mắc binh. Và có lẽ nếu mà cái kèo đấu này mà bây giờ thì Dino sẽ đóng nhà BB. Vâng, BM thì có lẽ sẽ nằm ở cạnh cánh rừng trên này. BA anh sẽ đóng ở đâu? Còn tôi nghĩ là đóng ở cái mặt của cái chiếc bed ăn hiêu kia. Vâng, game thủ Long Sen Long đánh với 25 dân. Đúng rồi, BM đã đóng đây và bên đây là BA. Sẽ là một trận kích ở khoảng đầu 11 của game thủ Dino Show.
Lâu lâu rồi không đọc cái tên của Sen Long mà bây giờ cứ nhầm hết với cả Long Tiên Sinh cũng như là Tiểu Bạch Long. Vâng, loạn hết cả lên. 11 phút 10 giây. Với bài 26 dân không cộng thêm con nào của game thủ Dinosaur. Bây giờ thì anh bắt đầu xóa ruộng thôi. Ba chiếc VS này là lượng gỗ của nhà anh đang rất nhiều. Cái mặt từ góc 6 giờ lên đã kín rồi. Vâng, hôm nay thì game thủ Dinosaur lấy cái tên là Dino Laptop. Theo như tôi biết thì đợt này thì Dino đang chuyển sang kinh doanh laptop. Nếu mà ai có nhu cầu mà mua laptop vâng rẻ cũng như là chất lượng cũng khá là được đảm bảo, bởi vì anh Dino thì anh cũng đã cam kết là nếu mà vâng hỏng thì bảo hành 100%. Còn 100% cái gì thì tôi còn chưa biết. Vâng, Dino lên chặt gỗ sớm hơn game thủ Sen Long. Điểm công nghệ của anh đã là 2 trong khi Sen Long mới chỉ là 1. Lên được chặt gỗ sớm thì lượng gỗ của anh sẽ dồn lên là cực kỳ nhanh. Nó sẽ rất thuận lợi cho công việc đóng ruộng cũng như là bò nhà. Bây giờ thì anh bắt đầu bò cái kín cái mặt góc 12 giờ xuống. Đây là vâng kích bánh xe và xong dần thôi. Những cái thao tác quen thuộc của những người đánh cung giờ. Vẫn là một những cái thao tác nhớ ruộng. Vâng, nhớ nhà cung thành một đạo sau đó sẽ xóc bằng táp. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ tay của Dino đã dài hơn ngày xưa. Khi mà ngày xưa anh nhớ ruộng nhớ nhà cung thì bằng đạo 4. Còn bây giờ thì nó là đạo 5. Đạo ruộng là đạo 1. Vâng, dân xây nhà BE là đạo 2. Có lẽ cái dân xây nhà BE đạo 2 kia sẽ là dân để vẩy E. Sau cung giờ bằng cái táp như thế này thì đảm bảo là rất là đều. Thế nhưng mà đến khoảng tầm chục nhà BA, khoảng tầm 6 7 nhà BA thôi là việc xong bằng táp nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ là với một việc mà xóc quen như thế này thì Dino hoàn toàn có thể xóc đều được, đơn giản thôi. Đã là 30 thằng dân rồi. Không biết là Sen Long bao nhiêu dân. Điểm số của Sen Long đang rất cao. 4 con. Đánh với 4 BA. Dino chỉ đẩy một con đi thôi, anh không đẩy đi nhiều. Cùng giờ thì mở đường, anh đặt là đạo 3. Có vẻ như là cái bàn tay của Dino thì đặt ở vâng trên lọt thỏm trên bàn phím mà không để cái ngón nào thò dưới thì phải. Điểm công nghệ là 4 bằng nhau. Đây rồi, đây là nhà của game thủ Sen Long. Cũng 4BA, một bài AC 4BA và game thủ Dino Sâu đã chép các con cung giờ đi thám thính rồi. Cả hai game thủ đều chơi cái bài đánh thủ và Dino vừa nâng cấp chặt gỗ 2 ở phút thứ 17. Đúng như là một cái máy, vâng anh đánh cung giờ như một cái máy luôn. Lý thuyết dạy thế nào thì anh đánh còn mắc binh hơn thế luôn. Như vậy là một con sẽ ra chậm hơn một tí. Đây rồi, đây là cung giờ của Sen Long công lên. Vâng, Long vẫn đang đứng cung giờ rất khó chịu. Một đều, vâng hai đều, hai vâng 3-2 cho game thủ Sen Long rồi. Như vậy là lượng cung giờ của Dino chết nhiều hơn. Anh đã vừa cân bằng lại được tỷ số. Anh tăng liền một phát hai cái BA luôn. Chúng ta có thể thấy với cái cả lợi thế mà nâng được chặt gỗ sớm thì Dino có lượng gỗ rất là nhiều. Không biết là cung giờ của Sen Long bây giờ đã lên được chặt gỗ 2 hay chưa. Cái mặt này sẽ là cái điểm yếu của Dino và kiểu gì thì Sen Long cũng công vào đây. 48 trên 68. Vâng, lượng ruộng vẫn đang được vẽ ở xung quanh nhà chính. Gặp nhau rồi. Vâng, Sen Long đang đứng quân, bắt quân rất tỉnh táo. Chúng ta có thể thấy lại là những pha điều giờ. Vâng, cung giờ AC. Long vẫn chưa chết cung giờ nào, thế nhưng mà Dino đã chết mất hai con. Tiếp tục là một cung giờ nữa. Vâng, Sen Long đánh cung giờ thì nó vẫn là một cái gì đó rất là khó hiểu. Vâng, nhiều khi mình đứng ở dưới dốc, mình đứng ở trên dốc, thế nhưng mà cung giờ của mình vẫn chết la liệt. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy một pha điều giờ của game thủ Sen Long. Anh dàn cung giờ cực kỳ hay. Tất cả các con cung giờ nó đều chỉ xếp hàng đến cái hàng thứ hai là cùng. Vâng, còn lại đều như là một thành hình cánh cung hết.
không có chuyện mà ba bốn cung giờ chen chúc nhau bắn. Chúng ta có thể nhìn thấy một pha điều giờ rất hay. Vâng, Dino tăng thêm BA nữa. 57 trên 80. Lượng gỗ của anh có vẻ bây giờ cũng đang là khá như thiếu. Anh cần phải tăng dân lên. Đây đúng rồi, do bảng dân này thôi chứ không phải là do anh chứ không phải là do lượng gỗ anh dân anh đang chặt là thiếu. Vâng, như vậy là vừa tăng lên. Những mảnh gỗ đã bắt đầu xa ra. Bây giờ thì là 7 nhà BA rồi. AC thì nó không như sang. Nếu như sang thì tầm này thì có lẽ là các anh đã lên được cái đầu máu rồi. Thế nhưng mà đây là khung giờ AC. Một bài đánh giờ AC thì thường là có cái bài ép châu cung. Châu cung nó phát chết. Chứ không như là khung giờ sang. Giờ sang thì thường có cái bài là cứ dền dứ và sau đó lên được cái đầu máu. Sau đó thì các anh sẽ công vào sau. Còn khung giờ AC thì nó không có đầu máu. Vâng, thế nên là cũng không cần phải đóng BC vội. Đóng BC là chỉ để tăng vâng đẻ dân cho nó nhanh và đào vàng thôi. Nhưng mà với lượng dân như thế này thì hoàn toàn sóc đều được những nhà BA. Cung giờ của Dino đang bị thất thế trong cái pha đứng quân như thế này. Chúng ta có thể thấy lượng cung giờ sẽ của game thủ sẽ long rất cao. Vâng, lôi dân ra và quẩy hay không? Trong pha này thì Dino vẫn có thể thủ được. Thế nhưng mà con dốc ở trước cửa này anh thì đã bị game thủ Sen Long chiếm mất rồi. Đây sẽ là một con dốc mà chiến thuật Sen Long chỉ còn đứng quân đấy thôi. Thì Dino không bao giờ có thể ra được khỏi nhà. Ngoi lên cái thì chết ngay. Bây giờ thì chúng ta hãy chờ xem có pha đi ảo của game thủ Sen của game thủ Dino hay không. Anh sẽ vòng một đạo quân xuống góc 6 giờ và móc ngược lên. Vâng, trên này đây. Cái dốc này cơ. Sen Long đang đứng ở cái dốc rất cao, con dốc 4 tầng. Cung giờ của Sen Long bây giờ cũng đã mắc công nghệ rồi. Các game thủ chúng ta đang thi nhau điều giờ. Lượng cung giờ chết đang là ngang phèo ở trong cái pha điều giờ này. Một nhà BA tiếp theo nữa. Như vậy là đã 8 nhà BA rồi. Dino vẫn đang sóc ruộng cũng như là sóc sóc ruộng để cũng như là tăng dân làm gô lên rất đều để có thể sóc được các nhà BA đều. Vâng, Dino đang điều quân cực kỳ hay. Thế nhưng mà trong pha này thì anh đang bị đứng dưới dốc và anh đã phải rút lui rồi. Các nhà BA vẫn sóc đều tăm tắp, chúng ta có thể thấy. Hai đạo quân tách làm đôi. Đây là một pha mà vâng định chơi cái bài bánh mì kẹp thịt đối với game thủ Sen Long, nhưng Sen Long đang đẩy quân lên. Chúng ta có thể thấy là một đạo quân nữa tiếp theo của Sen Long đang đẩy thẳng lên. Lúc này thì có lẽ Long cũng đã sóc ở khoảng tầm 7 8 nhà BA như Dino rồi chứ không ít. Việc đánh 4 BA ngay từ đầu thì có thể lên được chặt gỗ rất sớm. Vâng, lên được chặt gỗ sớm thì lợi gỗ, anh có thể hoàn toàn tăng được BA đều cũng như là tăng được ruộng, tăng được dân rất đều để có thể sóc được tiếp các nhà BA. Lúc đầu thì 4 nhà BA thôi nhưng về sau thì lượng gỗ có thể tăng lên rất là nhanh. Đúng là con dốc này là một con dốc rất tai hại. Vâng, Dino đã để mất nó và bây giờ thì rất khó cho anh. 57 dân của Sen Long. Thế nhưng mà timeline bây giờ thì cũng chỉ hơi nhỉnh xuống một tí thôi. Như vậy là game thủ Sen Long đang chơi cái bài ép châu quân. À không, châu dân nhưng mà ít quân. Còn Dino thì là nhiều quân và ít dân. Dino vừa để mất một đạo quân và sau đó thì timeline của anh đã bị đè. Một pha đi quân ảo của game thủ Sen Long, à của game thủ Dino. Nhưng đây anh ngoi lên kiểu gì cũng có đạo quân ở trên dốc kia. Tôi cá luôn. Một pha đổi nhà chăng? Anh Dino đang tính đổi nhà với Sen Long. Liệu có được hay không đây? Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, Dino đã bắt đầu đẩy quân đến cái chiếc BN của game thủ Sen Long. Trên này thì cung giờ Sen Long đang công vào. Hãy cùng chờ xem là Dino có ốp được BA của Sen Long hay không. Nếu tên này thành công thì còn có cửa. Vâng, dân ở nhà đã bị game thủ Sen Long bắn. Các BE đã bị nổ hết cả rồi. Đem BB vào chạy không? Tôi nghĩ là anh nên chạy đi. Đừng nên chạy cối làm gì. Vâng, lượng cung giờ ở nhà của Sen Long vẫn đang nở ra rất nhiều. Pha này thì không bao giờ đi nổ ốp được. Tôi cá luôn. Không bao giờ có thể ốp được trong pha này. Vâng, quân của anh đang chết ngả dạ và có lẽ tỷ số sẽ là 1-0. Vâng, tỷ số sẽ là 1-0 cho game thủ Sen Long ở trận thi đấu đầu tiên. Asirian.
Một bài không đồ lùa về của AC. Và Dino đã cầm cự được đến phút thứ 31. Rất tốt. Vâng, nhà của Sen Long trận này thì cũng rừng cũng là rất xấu các bạn có thể thấy. Những cánh rừng đã bắt đầu thưa dần và thủng ở trên. Thế nhưng mà Dino một trận đấu lên đời hơi muộn, anh không thể tận dụng được lợi thế rừng xấu của game thủ Sen Long và có thể để giành được chiến thắng. Như vậy là tỷ số đã là 1-0 cho game thủ Sen Long ở trận đấu đầu tiên rồi. Chúng ta cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu thứ hai.